Kính thưa quý vị, anh hùng đeo mặt nà cầm chổi quét đường ở thủ đô Tokyo. Trong khi phần lớn các siêu anh hùng đều chiến đấu chống lại tội phạm, một anh hùng ở Nhật Bản lại lựa chọn đối thủ là rác thải với vũ khí là một cây chổi, một đồ hút rác và cả một đội quân những người tình nguyện ở Tokyo. Tự gọi mình là Mangetsu Man hay Mr. Full Moon, người hùng nói trên đã từng xuất hiện trên các đường phố ở Tokyo từ hồi năm ngoái mà không hề nhận được sự chú ý của công chúng. Kể từ khi bắt đầu sứ mệnh đến nay, vị anh hùng kỳ lạ này đã thực hiện công việc dọn dẹp xung quanh khu vực thương mại Nihonbashi của thủ đô Tokyo. Trong một trang phục bó màu tím và đỏ với một chiếc áo choàng màu tím, Mangetsu Man còn đeo trên đầu một hình tròn lớn màu vàng với những dòng chữ đại diện cho trăng tròn. Mặc dù khởi đầu một cách đơn độc, tuy nhiên Mangetsu Man đã nhanh chóng trở thành một người nổi tiếng ở địa phương và những nơi mà anh thường quét dọn. Mangetsu Man vẫn luôn giấu kín danh tính và từ chối lên tiếng trước máy quay để tránh trường hợp có ai đó nhận ra giọng nói của mình. Anh thường trò chuyện thông qua một phần mềm đọc chữ trên điện thoại. Tuy nhiên vì bộ đồ siêu nhân gây rất nhiều khó khăn khi gõ phím, do đó Mangetsu Man thường chỉ trả lời một số câu hỏi được chuẩn bị từ trước. Bằng cách này, người hùng nói trên đã giải thích việc dọn rác không chỉ để làm sạch thành phố mà còn để làm sạch tâm hồn. Anh tin rằng càng nhiều người tham gia dọn dẹp đường phố thì sẽ càng có ít tin tức tiêu cực xuất hiện. Trong khi phần lớn các siêu anh hùng đều có riêng một siêu năng lực hoặc vũ khí công nghệ cao, Mangetsu Man đã thừa nhận là năng lực của anh rất hạn chế và chỉ làm việc một mình chứ không thuộc tổ chức nào. Hiện nay, địa bàn hoạt động chính của Mangetsu Man là ở xung quanh cây cầu Nihonbashi, nơi từng là cây cầu lịch sử nổi tiếng nhất của thủ đô Tokyo, cho đến khi quá trình xây dựng một con đường cao tốc bắc ngang qua cầu vào Thế vận hội mùa hè Tokyo năm 1964 đã hủy hoại tính biểu tượng của nó. Mangetsu Man là một trong số nhiều người tham gia kiến nghị chính phủ nhằm loại bỏ con đường cao tốc ra và dọn sạch khu vực cây cầu trước thềm Thế vận hội mùa hè năm 2020 ở Tokyo. Nhờ vào sự kiên trì và sự hiện diện thường xuyên trên đường phố, Mangetsu Man nay đã không còn phải làm việc một mình mà nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của các tình nguyện viên. Mặc dù có được sự giúp đỡ của những người tình nguyện, tuy nhiên Mangetsu Man vẫn luôn cố gắng tự mình làm việc như trước. Cũng giống như các nhân vật phản diện trong truyện tranh, rác thải không bao giờ có thể bị đánh bại hoàn toàn. Theo Mangetsu Man cho biết, anh sẽ còn tiếp tục dọn sạch đường phố cho đến khi nào không thể tiếp tục được.